Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với cái YouTube của Zero MV chuyên mục mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 thì em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà bên em đang có các bác nhá. Bên em bán điện thoại online ship hàng toàn quốc luôn. Mỗi một ngày thì em sẽ lên một clip báo giá chi tiết tất cả những sản phẩm mà bên em đang có. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt ra một giây cho em xin một nút đăng ký kênh ở dưới video để hàng ngày khi em lên clip báo giá chi tiết thì các bác sẽ là người được xem đầu tiên và các bác cần chốt con nào thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức một nếu ở hà nội qua trực tiếp cửa hàng 111 trăm khúc hà nội để xe máy hai nếu các bác không qua được thì các bác cọc tiền Đấy, sau đó bên em ship hàng cho bác đến tận nơi các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhá và bắt buộc phải cọc tiền thì bên em mới gửi hàng Ok và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho bác những sản phẩm mà bên em đang có, em sẽ giới thiệu từ cây máy cao tiền đi, sau đó giảm dần xuống máy thấp tiền. Đấy bác nào cần mua những cái máy gọi là tầm trung 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 tiền hoặc thấp thấp tiền thì các bác xem cuối video các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên em giới thiệu cho bác thì chính là cái siêu phẩm Samsung Galaxy S22 Ultra các bác biết rồi, S22 Ultra thì hiện nay bên em cũng gần hết hàng rồi và hiện nay bên em có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ các bác nhá. Một cây S22 Ultra màu trắng ngọc tờ linh giới thiệu cho bác đầu tiên đấy cho nó chất. Con này thì phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc dung lượng là 12 trên 256 GB các bạn em. Đây, RAM 12, phiên bản Hàn Quốc có mã lò là S908L. Phiên bản Hàn Quốc này RAM 12 và bộ trong là 256 GB. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Con này thì uh, chip 8 Gen 1, camera zoom 100x. Phiên bản Hàn Quốc có nghiêm cục ngoại, camera con này thì cực kỳ nét rồi các bạn nhá, quá sắc nét luôn. Bác nào mà thích chụp ảnh quay video các kiểu thì có S22 Ultra đó là số 1 rồi các bạn nhá. Hiện đây thì con này nó khá là vừa tiền, loanh quanh 13,2 triệu là các bác đã mua được một con S2 Ultra phiên bản Hàn Quốc, màu trắng đẹp 99% này rồi. Con này nguyên cả siêu viền luôn các bác nhá, nét nền nẹ nẹt luôn, 13,2 triệu. Ngoài ra thì có một cây màu xanh. Đấy, màu xanh này cũng là phiên bản Hàn Quốc. Con này thì giá là 12,8 triệu các bác nhá. 12,8 triệu một con Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản của Hàn Quốc một sim có ghi gầm của ngoại và em sẽ giới thiệu cho các bạn còn một hai cây Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản dung lượng của nó 512 gb hàng đẹp như kiểu ngọc tờ linh như các bác nhá thì cây này thì màu đen huyền bí này Đấy, màu đen huyền bí màu của đúng ngọc tờ linh luôn con này thì uh, phiên bản của nó là phiên bản uh, mỹ các bác nhìn này nguyên siêu viền đi đồng chế bóng luôn các bạn nhá cũng là hàng đẹp nét keng luôn đây để trên lột ra này mới đét đẹp luôn màn hình các bác nhìn cái quả màn hình 2K cộng của nó thì cực kỳ phê luôn Nói chung là hàng cao cấp của Samsung này thì nó là đẳng cấp rồi Đấy, phiên bản Mỹ 2 sim 26 này hỗ trợ 5G dung được pin của nó 5.000 RAM thì là 12 và bộ trong 512GB các bác lưu thoải mái luôn các bác nhá. Con này thì lưu tẹt vô luôn chip con con 8 gen 1, cái 2 sim 26, sóng 512GB thì các bác biết rồi, lưu thoải mái luôn. Cái lô hàng này thì em cũng hôm trước về rất là nhiều và hôm nay hiện đại thì bán chỉ còn có hai chiếc thôi, hai chiếc màu đen thôi. Anh em nào cần mà chốt thì các bác nhắn tin qua Zalo cho bên em để đặt hàng các bác nhá. Bên em thì gửi hàng toàn quốc luôn. Những cái đơn hàng trên 10 triệu thì cọc 500, dưới 10 triệu thì cọc 300. Đấy ngắn gọn như vậy thôi các bác nhá. Thì đây chính là cái sản phẩm Galaxy S22 Ultra phiên bản dung lượng 512GB hàng chính hãng luôn Đấy, rất nhiều bác đã mua con này về dùng cực kỳ sướng luôn anh em nhé tầm này thì nó vừa tiền các bạn Đấy, hơn 13 triệu à, hơn 14 triệu con này hiện tại em đang bán là 14 triệu 2 nó cũng chỉ nhỉnh hơn so với một con hàng A bây giờ ví dụ các bác mua một con hàng A với Samsung tầm cỡ như kiểu là A74 thôi nó cũng phải tầm cho nó A74 thì bây giờ cũng chắc cũng phải tầm hơn chục các bác nhá thì cũng tầm hơn chục nó cũng rất là đắt nếu mà các bác mà đập hộp một con gọi là hàng tầm trung ấy thì nó rất là đắt luôn, không biết con đấy giờ tầm bao nhiêu tiền. Đấy thì uh, mà trong khi một con S22 Ultra gọi là siêu phẩm Samsung uh, uh, của Samsung này gọi là gần như đầu bảng của những cái dòng Samsung rồi. Đấy, Samsung A74 xem con này là bao nhiêu tiền này. Đấy, A74. Con này thì biết chưa nào? Cái này là bài giới thiệu rồi. Đấy, thêm chữ giá vào đây nữa. còn lại ít nhất về tầm 11-12 triệu các bạn nha đấy thì những cái con tầm trung trung của samsung như vậy thôi nó cũng phải tầm hơn chục triệu rồi trong khi một cái quan hàng flagship của Samsung đời cao hội tụ tất cả những cái yếu tố hay ho vào đây có bút S Pen lại còn 512 trăm nữa mà giá nó cũng chỉ có hơn 14 triệu một tí thôi các bác nhá là các bác đã mua rồi và những cái quan này thì A 74 thì nói thật thì các bác nó chỉ là tuổi dép thôi các bác nhá thì con này là con S 22 Ultra bản Mỹ dung lượng 512 gb đang có mức giá là 14 ,2 triệu hai màu đen huyền bí thì 512 trăm bản Mỹ thì hiện tại chỉ còn màu đen thôi các bác nhá Ok và cái sản phẩm tiếp theo mà em phải muốn giới thiệu cho bác Thì cái dòng này thì các bác cũng lấy rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua Cũng là một trong những cái dòng máy mà doanh thu bán hàng của di MV Chiếm gọi là Chiếm một cái phần khá là lớn trong cái doanh thu bán hàng của di MV Thì đây chính là cái mã Samsung Galaxy S21 Ultra của em Một trong những cái con hàng đẹp Cấu hình cao, thiết kế đẹp, giá cả thì cực kỳ hợp lý luôn Loanh quanh trên dưới 9 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi S21 Ultra này các bác biết rồi một cái ba máy, các bác nhìn này một cái cụm camera cực kỳ hầm hố, thiết kế đẹp, cấu hình cao. Quá này thì các bác được sở hữu một cái màn hình 6.8 inch nhưng mà cái dòng S này thì màn hình nó sẽ hơi bo một chút tí. Lên là các bác khi mà cầm cảm nhận của nó, nó sẽ nhỏ hơn cái dòng lốt các bác nha. Cảm nhận là nó nhỏ hơn nhưng thực tế thì nó kích thước của nó là 6.8 inch theo nhà sản xuất nó công bố. con này thì phiên bản của nó là phiên bản Mỹ, Đấy, phiên bản của nó là phiên bản Mỹ. Các bác sẽ được sở hữu hai sim 2 sóng một này và cấu hình của nó thì uh, RAM 12 g và bộ trong là 128 g Bản Mỹ này thì các bác sẽ dùng được là hai sim và có hỗ trợ 5G các bác nhá. Dung lượng pin của nó 5000, RAM thì là 12 và bộ trong là 128 g Tất cả mọi chức năng hoạt động ok, có màu trắng bạc và màu đen, hai màu cơ bản để cho các bác lựa chọn. Thì đang có mức giá là 8 triệu 500 000 nghìn tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng dán màn hình cho các bác nhé. đấy thì đây chính là cái Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Mỹ mà bên em đang có thì bác nào mà cần mà chốt thì các bác vào việc luôn qua số Zalo này các bác nhá. Thì đối với cái hàng đẹp keng là 9 triệu 500 000 tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì có hàng zin phải nhanh quanh tầm 97% thì đang có mức giá là 8 triệu rưỡi. Hàng zin phải này thì đợt này em cũng gần hết hàng rồi, cũng chỉ còn còn gần chục cây nữa là hết các bác nhá. Đây chính là S21 Ultra hàng zin phải này. Đấy, tầm 97%. Nói chung là rất nhiều bác đến cửa hàng thì đầu tiên định lấy cái hàng đẹp như vậy sau khi mà các bác cầm con này trên tay Thì các bác bảo cầm con này thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì Đấy, Nó cũng chỉ có hơi phe phẩy nhẹ một tí xíu thôi Hình thức thì tầm 97% Đấy, Tất cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường màn hình sáng đẹp Mà giá lại rẻ hơn 1 triệu so với hàng đẹp kia các bác nhé Hiện tại thì con này em đang bán cho các bác là 8 triệu rưỡi 8 triệu 500 nghìn là các bác đã mua được chiếc S21 Ultra hàng zin phải màu đen này rồi Đấy thì các bác có thể cân nhắc lựa chọn cho nó phù hợp Con này thì vẫn bao cho các bác là tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường màn hình sáng đẹp không ám ố không lưu ảnh quá nha mọi chức năng là ok sáng trưng luôn đẹp rồi trong veo luôn Đấy. chất lượng đạt đến 97 mọi chức năng hoạt động ok và camera của nó thì zoom 100 x thì có biết rồi quá lét các bạn nha S21 Ultra bản Mỹ giá cho các bác là 8 triệu 500k tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng dán màn hình cho các bác Ok và sản phẩm tiếp theo S21 Ultra thì em đang có một cây phiên bản Việt Nam con này thì hai sim vật lý và hỗ trợ ghiêm của quại Đấy, nếu bác nào mà cần hai sim vật lý thì các bác có thể lựa chọn con màu đen này phiên bản Việt Nam đấy, có mã hiệu là G998B mã B là mã Việt DS là đua sim anh em nhé giải thích cho các bác nhiều bác thì hỏi DS là cái gì thì tiện đây thì giải thích thôi có đây thì uh, phiên bản Việt Nam thì các bác sẽ dùng được là như nào hai sim vật lý này Đấy, G988B đua sim đua sim đua hai sim ấy pin 5.000 ai giam thì là ra 12GB và bộ trong là 128 gb màn hình sáng đẹp trong veo hình thức 97 phần trăm cây này giá cũng chỉ có 8 triệu 700.000 thôi hai sim vật lý và hỗ trợ game của gọi 8 triệu 700.000 mọi chức năng hoạt động ok hết các anh em một con Samsung S21 Ultra cũng bản Việt Nam nhưng cây này lại bản một sim vật lý và một e sim nhưng cái hay của nó lại hỗ trợ game của gọi hai sim nhưng hỗ trợ game của gọi các, các bạn nhé có 5G có game của gọi hai sim 26 hai ra 12 một chai 8 g cái này giá cho các bác là 9 triệu 300k màu trắng bạc đẹp 98 phần trăm trở lên tất cả mọi chức năng hoạt động ok các bác nhá một con màu trắng bạc nhìn khá là sang này các bác này cái cái màu bạc nhìn sang như các bác S21 Ultra bản Samsung Việt Nam qua này thì uh, camera cực kỳ đẹp luôn dùng 100x các bác nhé. lấy anh em nào mà thích cái những con sáng màu thì các bác lựa chọn màu bạc này còn những cái con tối tối màu thì các bác lựa chọn màu đen Ok thì đấy là cái dòng sản phẩm S21 Ultra mà em vừa giới thiệu cho các bác có bản Việt Nam, bản Mỹ. Bản Mỹ thì có hàng đẹp căng và hàng phẩy các bác nhá. Loanh quanh 8 triệu 5 đến 9 triệu 5 là các bác đã mua một con S21 Ultra rồi. Ok và sản phẩm tiếp theo đây chính là một con S20 Ultra qua đài phiên bản Samsung Việt Nam. Cái này thì màn hình của nó hơi hơi lưu ảnh siêu 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 nhẹ các bác nhá. Nói chung chất lượng màn hình thì tầm 9 trên 10. Nếu mà không nói lưu ảnh thì nhiều bác cũng chẳng biết đâu. Đây em nhìn mãi còn không ra đây này. Đây cực kỳ mờ này, Đấy, có một cái vết siêu siêu mờ lưu ảnh này thôi và cái này thì các bác biết rồi nó quá lành các bác nhé nó quá lành và bền luôn không ảnh hưởng một tí gì thì đây chính là con S20 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam tất cả mọi chức năng hoạt động ok hai sim hai sóng đua sim để DS là sim hai SIM. sim vật lý gỗ trợ ghiêm của loại pin 5000 ram 12 g và bộ bên trong của nó là 128 g hỗ trợ cho các bác là hai sim vật lý các bác nhé camera chụp ảnh đẹp nói chung tất cả các chức năng hoạt động ok cầm trước cầm sau đều ok hết các bác nhé Đấy cam trước cam sau đều ok Cái này giá 5 triệu 800 nghìn thôi 5 triệu 800 nghìn tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng dán màn hình cho các bác Ok và sản phẩm tiếp theo Thì em sẽ giới thiệu cho các bác Một cái dòng S21 Plus các bác nhé Trong cái tầm tiền từ 6 đến 7 triệu Thì cái lô S21 Plus em mới về này Là một trong những cái lô hàng bán Rất là chạy trong mấy ngày vừa qua Em mới về được có 2 ngày thôi Nhưng cái lô hàng này phải nói nó đẹp Và nó chất luôn các bác nhé S21 Plus này có màu tím mộng mơ và màu bạc Đấy, hai màu đều là hai màu đẹp nhất trong cái dòng S21 Plus này và màu tím của em thì cực kỳ nhiều luôn các bác nhìn nó đẹp nó chất sắc chưa nhìn nó phê chưa con này chính là một con S21 Plus phiên bản của Mỹ lô hàng này của em lô hàng bản Mỹ và có một cây bản hàn màu đen em quên không cầm đây có một cây bản hàn màu đen cũng đẹp xuất sắc luôn thì trong cái clip này em sẽ giới thiệu cho các bác bản Mỹ các bác nhé hai sim hai sóng hỗ trợ làm g dung lượng pin của nó lên tới 4800 nói chung các bác dùng một ngày thoải mái luôn các bác nhá. RAM 8 trên 128 GB đáp ứng tất cả các nhu cầu chơi game giải trí, xem phim nghe nhạc của các bác. Loa của nó loa kép và đặc biệt camera của dòng này thì khỏi phải bàn luôn, thôi rồi lượm ơi luôn các bác nhá. Chụp ảnh quay video các kiểu cực kỳ đẹp luôn. Đấy các bác nhìn chưa? Quay camera chụp ảnh nét 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 luôn. Hiện tại thì đối với cái sản phẩm S21 Plus này thì đây là phiên bản Mỹ có mức giá là đang có 6 triệu 7 và 6 triệu 800 nghìn. Như các bác đã nhìn đây, giá đã ghi đằng sau công khai luôn. 6 triệu 7 và 6 triệu 800 nghìn là các bác đã mua một chiếc rồi. Hình thức thì từ tầm trên 98% các bác nhé. Trên 98% tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Nguyên zin nguyên bản 100 Lâu lắm rồi mới kiếm được một cái lô nó lét nèn nẹt nè, nè, như cái lô này các ạ À, nó chất chưa? S21 Plus phiên bản của Mỹ. 2 sim 2 sóng. À, đẹp keng luôn. 98% trở lên các bác nhé và nguyên zin nguyên bản và tất cả các chức năng này em bọc kiểm tra hết rồi đây hôm qua vẫn đã dành thời gian up rom quốc tế này cắm sim ngắm phép vào kiểm tra hết rồi anh à, nghe gọi tốt là mic các kiểu ok thì bên em bắt đầu quay video và giới thiệu cho các bác nhé và trước khi gửi đi thì em sẽ kiểm tra lại một lần nữa sau đó là bên em mới gửi hàng cho các bác Đấy, các bác nhận hàng là gần như là các bác không phải test cái gì cả các bác chỉ, chỉ, có kiểm tra là xem có tem của di động mv vào đây không là một này có đúng cái máy của các bác đặt không có đúng cái số mây đấy không này rồi có đúng cái máy của cửa hàng em không hay là cái cục gạch bên trong đấy, thì khi các bác nhận hàng là các bác mở ra các bác kiểm tra những cái thông tin đấy thôi còn khi mà mở ra mà có cái tem của di động mv vào đây ấy, thì đúng hàng bên em rồi đúng cái máy các bác đặt rồi thì các bác gần như không phải test một cái gì hết bởi vì tất cả mọi thứ là bên em đã kiểm tra hết rồi các bác nhá đấy, ví dụ sim này bên em đã cắm sim mà em kiểm tra này camera loa no mic các kiểu là bên em đã kiểm tra hết rồi các bác nhá lên là các bác nhận hàng đấy, là các bác gần như không phải kiểm tra gì hết mọi chức năng thì em đã kiểm tra hết rồi và có vấn đề gì bên em cứ gọi cho bên em để bên em kiểm tra đấy, có những cái bác ngồi chat đến cả tiếng thì đương nhiên là shipper người ta không thể đợi được đấy các anh em và hầu hết là những cái trường hợp đấy là gọi là trường hợp hy hi hữu rồi đấy, hàng gọi hàng nghìn người thì có một cái trường hợp như thế thôi có bác còn bảo là vứt lại đây xong là kiểm tra xong ngày hôm sau đến lấy thì đương nhiên là cái trường hợp đấy shipper người ta không bao giờ người ta để lại được bởi vì sao một cái đơn hàng từng này tiền nếu mà vứt lại nó ví dụ máy có móc có vấn đề gì hay là bị như nào đấy thì cái shipper người ta phải đền bù cái đơn hàng đấy nên là đương nhiên là người ta sẽ không vứt lại đâu các anh em đấy có những cái trường hợp rất là buồn cười như vậy bảo là vứt tại đây anh phải kiểm tra ngày mai anh ok anh mi thì đến đây anh anh đưa tiền thì đương nhiên là người ta shipper người ta không bao giờ người ta đưa cái chuyện đấy được đấy thì à, anh em lưu ý là khi gửi đi bên em đã kiểm tra tất cả các chức năng rồi nên là anh em yên tâm 100 trăm là mọi chức năng mọi con máy khi gửi đi là em đã kiểm tra áp quốc tế dán màn hình Sạc cáp ốp lưng, sạc cáp em cũng kiểm tra hết các bạn nhé Sau đó bên em mới gửi cho không sạc cáp cứ thế mà em cắm em gửi đi đâu Thì uh, các bác nhận hàng là các bác cứ kiểm tra đúng có tem của di động MV là ok các bạn nhé Đấy, Tem của bên em là có cái tem như này này Đấy, Tem màu trắng vàng như này, di động MV Có cái chữ di động MV màu vàng Đấy, Màu vàng trắng bạc ở đây các bạn nhá. Đấy thì các bác nhận đúng có cái tem của di động MV như này Là cái máy của bên em Ok và có phiếu bảo hành sạc cáp ốp lưng rắn là đầy đủ các bạn nhé đây là dòng sản phẩm S21 Plus bản Mỹ. Đấy đang có mức giá là 6 triệu 7, 6 triệu 800 nghìn là các bác đã mua rồi. Hàng đẹp chất dành cho những cái bác nào mà dùng một con máy khá là ngon trong cái tầm tiền từ 6 đến 7 triệu. Còn S21 Plus này em thấy nó đáp ứng tất cả mọi nhu cầu luôn mà một con máy zin đẹp như này phải nói là cũng là khá là đáng đồng tiền bát gạo để các bác mua trải nghiệm camera chụp ảnh đẹp loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ luôn các bác nhá. S21 Plus 6 triệu 7, 6 triệu 8 là các bác đã mua một chiếc rồi và một chiếc S21 Plus hàng thanh lý này con này giá chỉ có bác 3... nghe giật mình luôn 5 triệu luôn các bác nhá con này thì giá chỉ có 5 triệu thôi bởi vì sao Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động ok hết chỉ có mỗi màn hình của nó nó hơi vầng một tí nó hơi bị uh, gọi là ám màn một tí để bác nhìn nó hơi góc này đúng không các góc này nó hơi hồng một tí này Đấy, nó hơi hồng một tí như này thôi cái này thì em đã bán cho một bác chạy grab thì bác ấy đã mua này Đấy, mua uh, dùng khá là được uh, tầm uh, chắc được chục ngày Lại cần tiền uh, chơi đề lại bán lại thì em lại thâu lại thôi có này thì góc nó hơi bầm một tí này thôi nhưng mà dùng cực kỳ bền và lành luôn các bác nhá giá thanh lý cho các bác 5 triệu tặng đầy đủ ốp lưng này dán màn hình này sạc cáp đầy đủ hết đây cái máy khi nhận được là các bác nhận đúng một cái tem của di động mv như này các bác nhá có một cái tem của di động mv này đấy, ở đây chiều này di động mv này các nhá nhìn di động mv được vào đây thế là có cái tem của bên em như này đảm bảo là máy chuẩn chỉ của bên em luôn và khi các bác nhận hàng là các bác là bên em đã kiểm tra hết rồi thì con này em thanh lý cho các bác giá 5 triệu tặng sạc cáp ốp lưng rắn màn hình đầy đủ hết ốp lưng thì em sẽ tặng cho các bác cái ốp lưng trong như này các bác nhá ốp lưng trong chống sốc như này đấy còn các bác về các bác thích ốp nào các bác thích như thế nào thì các bác tự đặt trên shopee theo ý thích của mình đấy con này thì dùng quá mượt luôn và gần như tải các ứng dụng hàng ngày nó chả có sợ một cái loại game nào hết tất cả mọi loại game chiến hết các bác nhá camera các kiểu thì cực kỳ nét này đấy, camera này Màu sắc các kiểu tươi sáng đẹp luôn Con này thì hiện tại giá là 5 triệu Tặng sạc cáp ôm đưng và gián màn hình Ok và một cái sản phẩm tiếp theo Giới thiệu cho bác S21 Ultra này, S21 Plus vừa giới thiệu rồi Thì bây giờ giới thiệu cho các bác S21 5G S21 5G thì bên em cũng uh, Mới về cái lô hàng bản Mỹ Thì các bác cũng biết rồi Lô hàng bản Mỹ đem về cũng tương đối là nhiều hàng Đấy, loanh quanh gần ba chục chiếc và bán cũng bán một lửa đi rồi và hiện tại chắc bây giờ chỉ còn khoảng tầm 15 17 cây nữa là hết hàng các bác nhá S21 5G là một con máy nhỏ gọn cấu hình cao phù hợp cho những cái bác nào mà thích một con máy nhỏ gọn này đấy, đi lại đút túi quần túi áo nhiều thì các bác có thể lựa chọn con S21 5G này đây các bác nhìn này đấy, cận cảnh con S21 5G này gồm 3 cam sau ba camera sau của các bác nhá màu đèn flash này có này thì có cổng sạc nhanh tai si có loa kép này đấy, màn hình thì rộng 6,2 inch màn hình phẳng các bác nhá và cái tần số quét của màn hình lên tới 120 hz luôn đấy, tần số quét này 120 hz này pin của nó pin 4000 phù hợp với kích thước màn hình nhỏ gọn này các bác nhá. Hai sim 2 sóng hỗ trợ 5G. Đấy, bản Mỹ thì các bác sẽ dùng được hai sim RAM 8 128 GB, chip xử lý Snapdragon là 888, còn chip khá là mạnh các bạn nhá, hiệu năng cực kỳ cao. Và camera của dòng S21 này thì gọi là khỏi phải giới thiệu, quá led rồi, màu sắc tươi sáng đẹp, lịnh mắt. Nói chung là màu của S21 uh... Uh, S21 5G, S21 Plus và S21 Ultra thì màu sắc của nó khá là lịnh mắt này các bác nhá. Màu sắc tươi, sáng nó sẽ đẩy tông màu lên. Các bác cũng biết rồi, màu sắc con này thì cực kỳ đẹp luôn. Các bác hay chụp ảnh quay video hoặc các bác mà không biết chỉnh sửa ảnh ấy thì các bác cứ quất con S21 này, 21 Plus, 21 Ultra này về đảm bảo các bác là người yêu con này nó xấu đến mấy thì cũng thành ngoại ngọc tờ linh luôn các bác nhá. Con này 5 triệu rưỡi một chiếc. Đối với con 5 triệu rưỡi thì hàng của nó được tầm 97 98% trở lên. Đấy, 98% trở lên các bác nhé Viền vùng các kiểu ok nét chưa Đấy, Gần như là nó sẽ không xước sát gì nhiều Hoặc nó, nó có xước thì nó cũng chỉ vẩy bằng cái lông Đúng bằng cái cọng lông con kiến thôi Đấy các bác nhé Thì những cái con này là 5 triệu rưỡi này Còn ngoài ra có những cây 5 triệu 3 thôi Đấy, Chủ yếu là hàng 5 triệu 3 là nhiều 5 triệu 3 này thì gọi là hơi phe phẩy viền một chút Đấy cũng là một con máy zin Nhưng nó hơi phẩy nhẹ một chút viền Còn lại nó chả làm sao hết Đây nó chỉ có hơi phẩy hơi Gọi là hơi xước một chút các bác nhé màn hình các kiểu sáng đẹp trong veo 5 triệu ba một chiếc Samsung Galaxy S21 5 g bản Mỹ giá loanh quanh 5 triệu ba 5 triệu rưỡi là các bác đã mua rồi đây 5 triệu ba đấy thì các bác có thể lựa chọn các bác nhớ, con này viền khá đẹp này con này 5 triệu ba khá ngon đấy xước mỗi tí chỗ này thôi còn lại ok hết các bác nhá màn hình đương nhiên là trong veo rồi sáng đẹp không ám mố và máy nguyên zin nguyên bản luôn S21 5G phiên bản Mỹ đang có giá 5 triệu 3, 5 triệu rưỡi là các bác đã mua được một chiếc rồi anh em nào quan tâm nhắn zalo cho bên em để đặt hàng các bác nhé đấy thì đấy chính là cái dòng sản phẩm S21 5G phiên bản Mỹ còn ngoài ra em mới về được thêm cả S21 5G phiên bản Hàn Quốc màu tím mộng mơ viền vàng đấy bản Hàn khác bản Mỹ cái gì khác cái là nó dùng được là một sim nhưng ngược lại cái bộ trong của nó sẽ lên tới là 256 g giam 8 và bộ trong là 256 g các bác nhé tất cả mọi chức năng hoạt động ok RAM 8 gb này, bộ trong 256 g Bản Hàn Quốc này nó chỉ dùng được một sim thôi và nó có hỗ trợ 5G, tất cả các chức năng hoạt động ok. Cái này giá 5 triệu rưỡi một chiếc tặng sạc cáp ốp lưng dán màn hình cho các bác nhé và một cái sản phẩm cũng gần ngang ngang tiền cái con Samsung Galaxy S21 5G này thì các bác cũng biết rồi chính là cái dòng sản phẩm lốt 25G lốt 25G các bác nhìn này lốt 25G phiên bản của Mỹ ấy 3 cây hàng đẹp thì đang có mức giá là 5 triệu 600 nghìn một cây Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình ba cây này thì đẹp tầm trên 98% Tất cả các chức năng hoạt động ok Có màu xanh và màu đồng bản Mỹ hai sim hai sóng Đấy, Dòng S21 thì nó hơi nhỏ thì các bác có thể lựa chọn cho em cái dòng lốt 20 này có nhá Lốt 20 này thì nó sẽ to hơn này Đấy đằng một cái phím nguồn tăng giảm nữa bên trên thì mic này Đấy, rồi khay sim các kiểu máy thì nô này thì gần như đẹp 98% tất cả các chức năng hoạt động ok samsung galaxy s à là galaxy note note thì có bút s pen các bạn nhé có s pen này sạc nhanh này loa kép này rồi màn hình của nó kích thước là rộng 6,7 inch con này thì phiên bản của nó là phiên bản mỹ 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5g và tất cả các chức năng hoạt ok có màu đồng rồi màu màu đồng rồi màu xanh lục anh em thích chọn màu nào thì vào chung kết màu đấy các bạn em đây có màu xanh lục này và màu đồng này màu đồng này thì trai cái đều dùng ok kể cả màu xanh lục này cũng thế đấy thì các bác có thể lựa chọn con này thì giá 5 triệu 600 nghìn một chiếc tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình ngoài ra thì có cái hàng hàng hình thức phẩy này gọi là hình thức hơi xước một tí này các nhá cái này thì lưng hơi xước một chút đấy còn lại thì ok chả làm sao hết viền hơi xước một chút nữa màn hình đẹp luôn sáng đẹp luôn cây này giá chỉ có 5 triệu mốt thôi các bác nhá 5 triệu 100 nghìn màn hình sáng đẹp bác nào không quá quan trọng hình thức thì các bác quất con này ở hình thức thì con này em đánh giá nó tầm 95 90 uh, 93 đến 95 phần trăm bên trên thì nó hơi bẩn tôi lau đi sạch sẽ các bác nhá đấy thì con này nói chung là hơi xước một chút này đấy, xước một chút viền như này thôi còn lại ok anh nhìn chưa lưng hơi xước này lưng nói chung là lưng nhựa này thì thay nó cũng rất là rẻ nhưng mà thay thì nó mất uh, thay thì nó cũng uh, chả giải quyết được cái việc gì cả bởi vì con này bán giá gọi là giá vỏ phẩy các bác nhá. 5 triệu 100k. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Màn hình sáng trưng luôn đẹp, không ám ố, không lưu ảnh. Đấy, các chức năng thì hoạt động bình thường. Cam trước cam sau đều ok. Con này giá Galaxy Note 20 Plus để chụp ảnh khá là đẹp này các bạn này. Có bút để chụp ảnh các bác nhá. Có bút S Pen để loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ luôn. Con này giá 5 triệu 100 000 Note 20 5G. Và một cái sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho các bác chính là S20FE. S20FE này em còn có khoảng gần chục cây nữa hết hàng rồi. S20FE một trong những cái chiếc máy cực kỳ cứng cáp và chắc chắn luôn. Các bác nhìn này, có màu xanh than và màu trắng ngọc tờ linh hai màu. S20FE các bác cũng biết rồi, một trong những con máy thiết kế cứng cáp. Con này gồm ba cam sau, một đèn flash, có cổng sạc nhanh tai xì si, có loa kép các bác nhá một con máy hơn 4 triệu thôi, loa kép này, sạc nhanh này, màn 120Hz cái Kích thước màn hình là màn AMOLED 6,7 inch. Con này tần số quét màn hình 120Hz luôn, cực kỳ mượt gần như các cái thao tác hàng ngày của các bác bấm này. Phát ăn ngay luôn, có hỗ trợ 5G luôn các bác nhá. dung lượng pin của nó là 4500, RAM thì là RAM 6GB bộ trong là 128GB và con chip xử lý là Qualcomm Snapdragon 865 có chip khá là mạnh luôn. 4.300.000 triệu một chiếc Samsung Galaxy S20 FE. Đấy, s FE thì bên em còn còn rất là nhiều đây còn có những cây còn quên còn có những cây mới về còn chưa đánh số này có những cây mới về còn chưa đánh số đằng sau luôn vì thường hàng em là em sẽ đánh số đằng sau có những con này còn chưa đánh số đây thì có những cây đang đồng giá là 4 triệu 300 nghìn một con S20 FE phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ nó giống hệt nhau lên nên không phân biệt Hàn hay Mỹ các bạn nhé 4 triệu 300 nghìn một chiếc một con Samsung Galaxy Quantum 2 cuối cùng Con này thì hôm qua có cây 4 triệu Có bác lấy mất rồi Còn con này 3 triệu 7 Hôm nay sẽ trừ đi 100 Còn 3 triệu 6 cho nó đẹp các bác nhé 3 triệu 600 nghìn Đại loại hơn 3 triệu một tí Mà các bác đã được sở hữu một con Galaxy Quantum 2 Các bác nhìn quả màn hình đáng đồng tiền bác gạo chưa Màn hình cong tràn viền Con này thì màn hình của nó là 6,7 inch Màn 2K và 120 mẹ RAM 6 trên 128GB tất cả mọi chức năng hoạt động ok tung 2 có hỗ trợ 5G, có hỗ trợ ghi của gọi pin 4500, chip 855 cộng Con này thì màn hình của nó hơi phân tầng siêu nhẹ các bạn nhá. Đây các bạn nhìn nó hơi phân tầng màn hình siêu nhẹ này Cái này thì dùng thì các bác biết rồi nó quá lành luôn Trước Tết em bán một cái lô nó còn phân tầng hơn như này quá nhiều mà dùng nó còn trả ảnh hưởng gì vẫn dùng thoải mái vài năm nữa luôn các bác nhé Đấy, Và giá tiền thì nó rẻ Có hơn 3 triệu thôi là các bác đã mua rồi 3 triệu 7 trừ 100 Còn 3 triệu 600 nghìn tặng sạc cáp và rắn màn hình đấy một cây cuối cùng thanh lý xả hàng lốt coi nha. 3 triệu 600 nghìn Ok và một con Samsung Galaxy mười 15G con này thì có bác đã mua xong bác ấy đại đổi lên đòi thôi đấy đại đổi lên đòi hôm trước thì trong cái lô lốt 15 g hôm trước đây dán màn hình các kiểu đầy đủ rồi đấy lốt 15 g con này lốt 15 g phiên bản của Hàn Quốc dung lượng RAM 12 và bộ trong là 256 g tất cả các chức năng hoạt động ok nốt 15 g này một sim này có hỗ trợ 5 g này đấy, màn hình 6.3 inch cong tràn viền con máy thì quá đẹp rồi các bạn nhé con này thì đẹp xuất sắc rồi đẹp tầm 98 99 tất cả mọi chức năng hoạt động ok Samsung Galaxy Note 15 g cây này giá là 4 ,3 triệu ba các bạn nhé 4 ,3 triệu ba một con Samsung Note 15 g đấy thiết kế đẹp cho các bác về làm máy gọi là cầm con này thì nói chung là thiết kế của nó thì đi vào huyền thoại rồi giá 4 triệu 300k các bạn nhé và chắc là một con bánh cuối cùng trong clip hôm nay thì em giới thiệu cho các bác chính là con A32 Con này thì A32 phiên bản Hàn Quốc, trong cái lô hàng còn đúng một chiếc nữa A32 phiên bản Hàn Quốc các bạn nhé Cái này thì kích thước màn hình của nó là 6,4 6, inch, phiên bản Hàn 1 sim đấy Tất cả các chức năng hoạt động ok Con này thì ram của nó ram 4GB và bộ trong là 6,4GB Tất cả các chức năng hoạt động ok các bạn nhé đấy, Samsung Galaxy A32, cây này giá cho các bác là 2 triệu 800 nghìn, đẹp 98,99% cái này thì gọi là cây cuối cùng trong cái lô hàng này Nên bác nào múc thì múc lốt nha. 2 triệu 800k tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình Ok xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo